Xin chào tất cả anh em. Chúng ta tuần này sẽ gặp nhau sớm hơn vì tối ngày mùng 7 tháng 9 thì đúng là tối thứ ba như thường lệ, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á rồi. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ có chương trình sớm hơn một ngày. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta sau lượt trận đầu tiên gặp đội tuyển Arab Saudi thì phải nói là đã thiệt đủ đường. Chúng ta không gặp may trong một tình huống có dẫn đến quả penalty, và không chỉ có thế, chúng ta bị mất người trong trận đấu đó và mất luôn Duy Mạnh ở trận đấu tiếp theo. Ở trận đấu tới đây thì hàng thủ của chúng ta vốn đã là có nhiều mất mát, lại càng dẫn đến cái tình huống là không đủ người, mà đủ người ở đây là đủ người theo những gì mà chúng ta kỳ vọng nhất, những con người có thể nói là quen thuộc nhất, chất lượng nhất, cũng có thể nói là như vậy. Chúng ta đã không có Đoàn Văn Hậu, chúng ta thiếu cả Bùi Tiến Dũng. Cho lúc này thì Bùi Tiến Dũng vẫn chưa thể trở lại vì chấn thương. Sau trận đấu vừa rồi thì mất thêm Duy Mạnh vì thẻ phạt. Đình Trọng thì tái phát chấn thương rách cơ, và như thế có nghĩa là chỉ còn lại có một mình Quế Ngọc Hải trong cái bộ ba của giai đoạn trước đó ở AFF Cup, như là Đình Trọng, Duy Mạnh, hay là bộ ba ở thời gian gần đây là Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng, chỉ còn mỗi Quế Ngọc Hải thôi. Thành Trung ở trận đấu vừa rồi chơi có thể nói là tương đối ổn, nhưng cũng có một cái chấn thương nhẹ. Chấn thương đấy là chấn thương mà vẫn sẽ cần phải có một chút ít thời gian hồi phục, và chưa thể khẳng định được là trận tới gặp Australia thì Thành Trung cũng chơi được hay không. Và một loạt sự bổ sung cũng đã được huấn luyện viên Park Hang Seo đưa ra. Tất nhiên vào lúc này thì chỉ nên tập trung những cầu thủ thứ nhất là thường xuyên lên tuyển, và thứ hai là ở khu vực Hà Nội hay là gần thủ đô thôi, chứ còn gọi tập trung ở rất nhiều nơi thì cũng không hề dễ một tí nào cả. Đấy là một vấn đề. Thế thì cái câu chuyện liên quan đến hàng phòng thủ của chúng ta thì sẽ là những ai? Chúng ta sẽ phải xây dựng phương án như thế nào để đối phó với đội tuyển Australia, một đội bóng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ là còn là một thách thức lớn hơn nữa đối với chúng ta so với những gì mà chúng ta đã trải qua khi làm khách trên sân của Ả Rập Xê Út. Chúng ta sẽ có Quế Ngọc Hải. Trong khung thành trước đi. Trong khung thành thì trận đấu trước Tấn Trường chơi chứ không phải là Đặng Văn Lâm. Thua 3 quả nhưng là 2 quả penalty và một quả đánh đầu, thì nói thật chứ trong tình huống đấy thì đến gọi là số 1 thủ môn thế giới bây giờ là ai? Oblak hay là người là Neuer có ngăn cản được không? Tôi nghĩ rằng là thủ môn chơi kiểu bóng ném, tức là giang hết cơ thể ra, gọi là tăng cái tiết diện cơ thể ra, thì cũng không chặn được quả bóng đấy. Đánh đầu ở cỡ khoảng 5 mét, dội mạnh cắm xuống đất như thế, tôi nghĩ chẳng có cái cửa nào cho các thủ môn cả. Nói như thế thì không phải là không có trách nhiệm của các thủ môn trong những bàn thua, nhưng vấn đề chỗ là khả năng chống đỡ và gọi là khả năng thành công của các thủ môn ở tình huống đó là cực nhỏ. Thế nên là nếu mà xét về gọi là lỗi, xét về góc độ là thể hiện, thì tôi nghĩ là Tấn Trường đã hoàn thành những nhiệm vụ của mình. Không có nhiều cái sự lựa chọn tốt hơn cho Tấn Trường ở những cái tình huống mà anh ấy đã gặp ở trận đấu gặp Ả Rập Xê Út. Vậy nên khả năng Tấn Trường được chơi tiếp là điều hoàn toàn có thể, trừ phi là ở ban huấn luyện đã có một sự gọi là trao đổi, chia sẻ, thỏa hiệp nào đó giữa hai thủ môn, bởi vì vào lúc này chúng ta đang có hai con người có thể nói là gần tương đương nhau, mỗi người có một thế mạnh. Đặng Văn Lâm thì trẻ trung hơn ở độ tuổi, nếu mà xét về góc độ tuổi thì có lẽ là sung sức hơn, tầm vóc, thể hình dày dặn hơn, chơi những trận đấu quốc tế có vẻ là cũng rất là bản lĩnh, vì cả một cái quãng đường đi cùng với huấn luyện viên Park Hang Seo và các đồng đội thì hầu như là Đặng Văn Lâm đi. Thế nhưng mà Tấn Trường ở cái năm 2021 và phần nào đó cả một cái giai đoạn trước nữa, khi mà về chơi cho câu lạc bộ Hà Nội ấy, thì anh ấy trưởng thành lên rất nhiều. Trưởng thành ở đây tức nghĩa là sự chín chắn ở độ tuổi gọi là ngoài 30 rất là lâu rồi, nhưng mà Tấn Trường dường như bây giờ mới đến độ chín. Độ chín ở đây là độ chín về sự điềm đạm, sự chín chắn, và cái động tác kỹ thuật, những cái pha ra vào của Tấn Trường người ta cảm nhận được nó một cái sự ổn định ở mức độ cao hơn. Ổn định ở đây là ổn định về tâm lý. Tâm lý thi đấu thiếu ổn định chính là cái điểm yếu của Tấn Trường, nhưng điều đấy không bộc lộ ở những trận đấu vừa rồi. Những trận đấu rất là khó khăn đấy chứ không phải không đâu. Đối phương ép rất là nhiều, Thế nhưng mà những bàn thua xuất hiện, thế bàn thua đấy thì tôi nói thật Đặng Văn Lâm chứ còn nhiều người nữa thì cũng có thể thua, đúng không? Thế nên chúng ta đừng nên so sánh giữa hai thủ môn ở những tình huống để thua đó. Và có người lại còn nói rằng là nếu như có Đặng Văn Lâm mà gọi là bắt phạt đền thì sẽ không thua. Tôi nói thật đấy là cũng là gọi là bằng cảm tính mà nói thôi, chúng ta không thể suy luận như thế được. Đặng Văn Lâm có thể có một tỷ lệ bắt phạt đền cao hơn, nhưng chẳng ai có thể nói hay trong những tình huống mà có đến 99% phần thắng thuộc về người sút. Đừng lấy những con số từ Euro vừa rồi chẳng hạn để mà nói rằng là các chân sút sẽ thế nọ, sẽ thế kia. Tôi xin lỗi, đấy là những cái suy luận đầy cảm tính thôi. Thì trong tất cả các quả penalty thì người cầm chắc phần thắng vẫn là người sút, cơ hội giành thắng lợi của người sút vẫn nhiều hơn. Chẳng qua là trong gọi là cái thời gian gần đây, khi ở tầm mức bóng đá quốc tế thì các thủ môn vừa hoàn thiện năng lực của mình, vừa có sự hỗ trợ của một ekip rất là hùng hậu trong việc nghiên cứu phân tích đối thủ, thì họ mới có thể nhìn ra được một cái tỷ lệ gần như chắc chắn khả năng sút của các cầu thủ là ra sao. Chính vì vậy mà khả năng thành công, tỷ lệ thành công của họ với những cái pha cản phá là cao hơn, và nó cũng làm tác động đến tâm lý thi đấu của người sút, dẫn đến cái chuyện là những tỷ lệ những cái quả sút hỏng ở trong những cái sự kiện lớn như Euro vừa rồi nó mới nhiều đến như vậy. Nhưng đây là cuộc đọ sức ở tầm mức khác, và các cầu thủ của các đội tuyển như là Ả Rập Xê Út, là Australia chẳng hạn, họ ở cái đẳng cấp cao hơn chúng ta rất là nhiều. Thế nên khi mà chúng ta có phân tích thì chúng ta nói thật là chúng ta cũng chẳng biết phân tích đến mức độ nào để có thể đoán định được họ sẽ sút ra sao. Và thực tế trong cái trận đấu gặp Ả Rập Xê Út, hai quả penalty đấy là hai cái tình huống sút với các cái kiểu sút khác nhau. Thực sự họ ở một cái đẳng cấp quá cao. Ngay cả cái cú đá thứ hai là một cái quả Panenka rồi, rõ ràng không phải là cái thứ mà chúng ta gọi là cứ lắp ai vào thì mọi chuyện sẽ thế. Thế nên tôi nghĩ, với quan điểm của tôi thì trong cái chuyên môn thuần túy, ở những tình huống như này người ta sẽ không thay thủ môn đâu. Đấy là thủ môn này. Còn các vị trí trung vệ thì Quế Ngọc Hải vẫn sẽ là người đá chính. Ở trận đấu trước thì Quế Ngọc Hải có một quả phạm lỗi dẫn đến tình huống penalty thứ hai. Nhưng mà đây là một cái pha bóng mà tôi nghĩ rằng là nó cũng chẳng đặng đừng. Một pha bóng mà trình độ của người ta tốt hơn. Trong khi đó thì cái thế trận phòng ngự của chúng ta ở cái tình huống đó rõ ràng là quá mỏng. Hải Quế ở tình huống đó là rõ ràng hiểu được rằng phía sau lưng mình không còn ai cả, buộc lòng phải phạm lỗi thôi. Nó đương nhiên là nó không hay, nó chưa phải là thực sự là đẳng cấp, nhưng mà ở cái thế như vậy thì cái này nó chỉ là đem đến chỉ ra một điều rằng là chúng ta cần phải rút kinh nghiệm, chúng ta cần phải học hỏi, và chúng ta để có thể làm thế nào, thứ nhất là sẽ tổ chức được một cái thế trận phòng ngự nó dày đặc hơn, và thứ hai là những pha 1-1 của chúng ta nó cũng sẽ phải ở một cái đẳng cấp cao hơn, một cái chất lượng cao hơn thì chúng ta mới có thể trụ lại được ở những đấu trường kiểu như thế này. Những người tiếp theo ở vị trí trung vệ liệu sẽ là ai? Tôi nghĩ rằng nếu như không có chấn thương, Thành Trung sẽ được đá, bởi vì dù sao nữa va chạm trong cái quãng thời gian vừa qua và tầm vóc của Thành Trung là đủ để có thể chơi. Vậy thì còn người tiếp theo thì ở đây ông Park cũng đã gọi Bùi Hoàng Việt Anh trở lại. Tầm vóc của Bùi Hoàng Việt Anh là một cái điều kiện rất là thuận lợi để có thể giúp cho anh ấy có thể đứng ở đội hình này, chơi với một đội bóng có thể hiểu là đá theo phong cách châu Âu. Nó sẽ có nhiều những cái pha bóng mà gọi là cần tới thể hình, thể lực của các cầu thủ. Nhưng trong các phương án này, chứ các phương án trung vệ còn lại thì còn ai? Còn có Văn Thiết, còn có Thanh Bình, đúng không ạ? Thì trong các phương án này thì tôi không đánh giá cao lắm khả năng Văn Thiết được đá. Còn với Bùi Hoàng Việt Anh và Thanh Bình thì mỗi người một vẻ, và nếu như có sự lựa chọn dành cho cá nhân tôi mà lựa chọn ấy, tôi sẽ lựa chọn Thanh Bình, bởi vì thực ra là Bùi Hoàng Việt Anh còn là người bị trả về. Như thế có nghĩa là trong cái giai đoạn vừa rồi, phong độ của Việt Anh có lẽ không cao như của Thanh Bình. Thanh Bình có kỹ thuật tương đối ổn, tầm vóc là ổn, và cái thiếu có lẽ là kinh nghiệm thi đấu. Và đã là thiếu kinh nghiệm thi đấu thì nói thật là Bùi Hoàng Việt Anh với Thanh Bình ấy, có thể là nó cũng tương đương nhau thôi, không nhiều lắm. Tất nhiên thời gian thi đấu của Bùi Hoàng Việt Anh cũng có nhỉnh hơn, nhưng cái đấy nó khó lòng thể hiện ra. Và cái lý do mà bị trả về của Bùi Hoàng Việt Anh là gì trong thời gian vừa rồi có lẽ là cơ sở để ông Park ông sẽ chọn cái người đá chính trong trận đấu tới. Còn việc gọi Bùi Hoàng Việt Anh đơn giản là gì? Là bởi vì chúng ta thiếu đi một cái độ dày cho cái vị trí trung vệ, một cái vị trí có thể nói là rất nhạy cảm. Vậy nên chúng cần phải gọi lại một người, và gọi tốt nhất là gọi những người đang ở Hà Nội. Chất lượng Bùi Hoàng Việt Anh thì đương nhiên là cũng là cái tầm gọi là kế cận với đội tuyển quốc gia rồi, thế nên là cái việc gọi đó là cái việc gọi cần thiết. Còn đá chính thì tôi nghiêng về khả năng Thanh Bình được đá. Đấy là trường hợp mà Thành Trung có thể đá được và Bùi Hoàng Việt Anh cũng được gọi lên, nhưng tôi lựa chọn trường hợp Thanh Bình nhé. Đây là quan điểm của cá nhân tôi. Còn rất thể có thể là trong cái quá trình tập từ giờ đến là lúc mà ra sân ấy, thì còn có những cái chi tiết khác, diễn biến khác, có những tính toán khác của ban huấn luyện, chúng ta cùng phải chờ xem thôi. Ở vị trí hậu vệ cánh phải thì sẽ là ai? Tôi nghĩ rằng là vẫn sẽ phải là Trọng Hoàng. Ở vị trí trung vệ người ta còn có một dự phòng nữa là Hồ Tấn Tài nhé, một cầu thủ có tầm vóc, cũng có thể chơi được vị trí trung vệ. Thế nhưng mà nếu như sử dụng một gọi là hậu vệ biên trong vai trò trung vệ này thì từ trước đến nay thì chúng ta thường chỉ thấy là Đoàn Văn Hậu, hậu vệ bên trái được kéo vào đá như một trung vệ lệch trái, đúng không ạ? Hoặc là như Thành Trung là một người đã từng xa xưa đã từng chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải rồi đấy, nhưng mà tầm vóc cao to kia và khả năng đa năng đã giúp cho Thành Trung được về chơi vị trí này. Như thế cũng là đủ nhiều rồi. Hồ Tấn Tài xét cho cùng vẫn là phương án dự phòng thôi. Và nếu như cần phải tăng cường ấy, thì tại sao không phải là đưa Hồ Tấn Tài sang đá hậu vệ trái, đúng không ạ? Nếu đã thực sự là cần bị tăng cường phòng ngự theo kiểu là phòng những cầu thủ cao lớn, bởi vì vị trí hậu vệ trái của chúng ta ở trường hợp mà trận đấu trước Văn Thanh có cái sự xông xáo, có cái sự tích cực thường thấy, có một cái độ dày về mặt thể hình, tức là độ dày cơ thể để tăng cái sức chịu đựng lên, và khả năng tấn công của Văn Thanh rõ ràng cũng là một phần đóng góp rất quan trọng. Bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu Arab Saudi là có công đóng góp rất lớn của Văn Thanh. Nếu không có sự tích cực của Văn Thanh, không có sự xông xáo Văn Thanh, có cái sự nhạy cảm của Văn Thanh thì chúng ta không có bàn thắng. Tất nhiên có cả cái sự may mắn nữa của quả phá bóng bên phía Arab Saudi đấy. Thế nhưng đóng góp của Văn Thanh là đáng ghi nhận. Tuy nhiên chúng ta nhận thấy rằng là ngoài chiều cao của Văn Thanh cũng chưa phải là thực sự lý tưởng ra, thì còn có một vấn đề nữa là giữa Văn Thanh và trung vệ Thành Trung ấy có một cái sự chưa thật ổn, chưa thật gọi là khoa học trong việc bố trí, gọi là phối hợp với nhau để theo người, để chọn vị trí đứng phòng ngự của mình. Rất nhiều những tình huống là Văn Thanh bị cuốn vào trong theo cái hướng tấn công này, và thực ra cái cánh mà có Văn Thanh chấn giữ là nơi mà đội tuyển Ả Rập Xê Út tấn công rất nhiều, kể cả những quả xẻ nách, kể cả những quả tấn công vào nách này, và kể cả những tình huống mà trồng góc để lôi kéo Văn Thanh vào trong rồi cùng tạo điều kiện cho người ở ngoài biên thực hiện quả tạt hết sức là thuận lợi. Bàn thua thứ hai của chúng ta là một ví dụ hết sức là điển hình. Cả Thành Trung, cả Văn Thanh bị cuốn vào trong khi đó thì người bên ngoài người ta thảnh thơi nhận quả bóng, và khi Văn Thanh quay trở lại thì mọi chuyện nó chẳng có một cái tác dụng gì trong cái việc mà ngăn cản quả tạt cả. Bởi vì muốn ngăn cản quả tạt thì chúng ta phải ra sớm hơn, ra gần hơn để cho cái tiết diện cơ thể của chúng ta nó tạo ra một cái độ khó cho những quả tạt. Chứ còn để cho người ta thảnh thơi, người ta đứng, người ta bấm quả bóng ấy, thì ở trình độ cao hơn chúng ta thì cái việc mà họ tạo ra những cái quả tạt tốt và những cơ hội nguy hiểm là điều không thể tránh được. Đấy là ba cái vị trí phòng ngự. Thì tôi nghĩ rằng nếu như mà có thay ấy, thì thay Hồ Tấn Tài vào cái vị trí của Văn Thanh. Còn nếu không duy trì Văn Thanh thì Văn Thanh và người đá trung vệ lệch trái là Thành Trung cần phải có những cái quy ước, cần phải có một cái sự gọi là phối hợp hợp lý hơn trong việc gọi là tổ chức phòng ngự. Bởi vì cái cánh này theo quan sát của tôi thì đội Úc cũng sẽ là đội tấn công rất tốt. Họ chơi không hề là chỉ là những cái miếng cao to theo kiểu gọi là hạng nhất Anh đâu. Họ chơi có lớp lang, có tổ chức, có bài bản, có cả những tình huống xuyên hóa vào nách trung lộ. Và đây tôi nghĩ rằng đây là lúc mà chất lượng chơi của các đội bóng ở hầu hết các cái đội bóng mang tính tiêu chuẩn bây giờ họ đều chơi như vậy. Không còn những cái thứ mang tính gọi là phong cách điển hình của các trường phái nữa đâu. Bây giờ Úc hay là Anh hay là Đức hay là những đội bóng nào khác của thế giới thì họ cũng sẽ đều chơi một cái kiểu chơi nó gần tương tự. Chẳng qua là ở những cái vị trí đấy, ở những miếng phối hợp đấy, với những con người đấy thì họ lúc nào họ chơi như vậy, lúc nào họ sẽ chơi kiểu vậy là nhanh, bổng, cao, to, thay vì những cái quả đá ở nách trung lộ, ở trực tiếp, trực diện. Đấy là cái sự lựa chọn còn khác nhau thôi. Và nhìn cái cách mà chơi của Australia thì họ hoàn toàn có thể đá như đội Ả Rập Xê Út và với tốc độ cao hơn. Đấy mới chính là cái điều đáng ngại nhất cho đội tuyển Việt Nam, chứ không phải chỉ là vấn đề mà chúng ta đang thiếu đi lực lượng gọi là hay nhất của mình. Trong cái giai đoạn vừa rồi thì có người ta cũng nói rằng là cái chấn thương của Đình Trọng khi mà vào sân đá ở cái trận Ả Rập Xê Út vừa rồi là do ban huấn luyện buộc lòng phải sử dụng anh và đã sử dụng anh quá sớm. dẫn đến cái việc tái phát chấn thương. Tôi thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà chẳng ai mong muốn. Thứ nhất là như vậy. Thứ hai là đôi khi nó là số phận của các cầu thủ. Rủi ro trong cái nghề này ấy, nghề cầu thủ ấy, nó có thể đến với bất cứ ai, đến bất cứ lúc nào. Cho dù đã chuẩn bị rất tốt rồi, cho dù có thể đã gọi là cảm thấy yên tâm lắm rồi, thì vẫn có thể dính lại những chấn thương. Những chấn thương kiểu gọi là liên quan đến gân, liên quan đến gọi là dây chằng, thì là những thứ bị đau đi đau lại. Những cái tình huống kiểu rách cơ mà, thì nó có thể là đến bất cứ lúc nào. Vì có những thứ mà chúng ta có thể dùng máy móc đo được, chúng ta có thể bằng cách gọi là khám bằng tay trực quan để mà có thể đánh giá, nhưng cũng không thể gọi là đánh giá lường hết được tất cả 100% các cái nguy cơ có thể xảy ra. Và đôi khi nó chỉ là một cái phần trăm rất nhỏ thôi, nhưng mà nó vẫn đến. Đó là cái phận xui rủi của một người nào đó. Và tôi nghĩ rằng ở trường hợp này là Đình Trọng chúng ta cũng phải chia sẻ với anh ấy, ở chỗ là nghỉ tương đối lâu, dẫn đến cái chuyện mà rất là khát khao được thi đấu, rất mong được thi đấu. Và nếu như có cơ hội thì Đình Trọng cũng luôn luôn sẵn sàng. Đấy là một điều mà chúng ta luôn luôn cần phải ghi nhận. Chỉ có điều rằng cái sự trở lại này nó là thực sự là không may mắn. Tôi không muốn phân tích quá sâu về cái câu chuyện này, lỗi thuộc về ai, mà tôi muốn nghĩ rằng đấy là chỉ là một cái sự gọi là đen đủi của một cá nhân. Và cũng cái vận xui đấy nó ảnh hưởng chung đến đội tuyển ở cái thời điểm mà chúng ta có thể nói rằng là đang rất cố gắng để giữ lấy cái nhịp, giữ lấy cái nhuệ khí, khi mới chỉ là những cái trận đấu đầu tiên của cái vòng loại thứ ba, một cái đấu trường cực kỳ khốc liệt. Ở cái lần bổ sung này trước trận gặp Australia thì ông Park Hang Seo gọi thêm cả Văn Kiên. Gọi thêm Văn Kiên là gọi thêm cái phương án để dự phòng cho hai biên. Và như chúng ta thấy, một lần nữa tôi muốn nói rằng là gọi cầu thủ Hà Nội và lúc này vừa là những người cũng đã có trình độ tiêu chuẩn gọi là gần giống như các tuyển thủ quốc gia, và thứ hai là ở Hà Nội thì gọi lên cũng dễ hơn. Cái câu chuyện liên quan đến di chuyển, liên quan đến cách ly nó cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nên nếu như ai đó có, anh em còn có phàn nàn về cái câu chuyện ông gọi những cầu thủ ở xa thì nó cũng bớt đi phải lo cái phần lo cái việc là tại sao ông gọi người này gọi kia. Cái câu chuyện chuyên môn nó có, nhưng nó có khi nó chỉ là cái vấn đề thứ hai vào thời điểm này thôi. Đúng không? Bởi vì là gọi những cái phương án gọi là ở đâu đó đến, nhưng mà cũng chưa chắc hơn những cầu thủ Hà Nội, thì thôi tốt nhất là gọi cầu thủ Hà Nội. Bởi vì đây là thời điểm này cái mục tiêu chống dịch của chúng ta nó cũng vẫn là cả một vấn đề. Di chuyển mất mấy ngày mới ra đến Hà Nội thì làm sao kịp được cái tiến độ để gọi là tiếp cận trận đấu. Chúng ta chỉ có gọi là chưa đầy 4 ngày để mà bước vào cái trận đấu thứ hai này, còn phải di chuyển từ Ả Rập Xút về nữa. Trong cái trận đấu tới đây thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải nghĩ đến cái chuyện chống bóng bổng. Bởi vì cho dù đội tuyển Australia sẽ dùng tốc độ để mà chơi thì vẫn sẽ còn có cả những tình huống bóng, ví dụ như những tình huống cố định. Bởi vì họ có những cầu thủ cao đến gần 2 mét. Nếu mà với những người như vậy thì mà chúng ta không có phương án chống thì chắc chắn chúng ta sẽ thua. Và những cái phương án bóng bổng đó trong cái quãng thời gian gần đây đã đem đến cho đội tuyển Australia rất nhiều bàn thắng. Cái anh bạn cao tới 1m98 của đội Australia là trung vệ Harry Suta ghi đến 6 bàn cho đội tuyển Úc ở những thời gian gần đây, và luôn luôn là người tạo ra được những cái áp lực rất là lớn ở những tình huống cố định. Anh đang đá cho Stoke City, một đội bóng ở nước Anh. Với cái chất lượng như vậy thì rõ ràng chúng ta cần phải hết sức dè chừng rồi. Và cái kỹ năng kèm người như thế nào, đây là vấn đề kỹ năng. Còn đương nhiên là khó. 1m98 thì người ta ở một cái tầm hơn chúng ta đến cả cái đầu, thì bây giờ còn cả cái đà bật nhảy nữa. Thế thì cái việc mà đeo bám là như thế nào, phân công kèm người như thế nào, tổ chức cản người như thế nào. Cản đấy là cản một cách hợp lệ nhé, chứ không phải cản trái phép. Cản trái phép thì đương nhiên là chúng ta bị phạt. Còn cản người hợp lệ tức là chọn cái giải pháp đứng giải, cái pháp gọi là khóa đối phương như thế nào, thì đấy là cái kỹ năng mà ban huấn luyện cần phải trao đổi kỹ và là tập luyện kỹ hơn, rèn luyện kỹ hơn cho cầu thủ trong một vài ngày tới đây. Chúng ta phải có những cái phương án gọi là chăm sóc đặc biệt cho những tình huống cố định. Đấy là điều không thể khác. Và chưa kể đến cái việc là các trung vệ cần phải dọn đường. Đây là chiến thuật phòng ngự mà, dọn đường bảo vệ cho thủ môn của chúng ta, can thiệp bằng tay. Bởi vì với những tình huống bóng đó thì các thủ môn nếu như mà có lợi thế về cánh tay ấy, mà ra ấy, thì bao giờ cũng sẽ có cái ưu thế trong cái việc tranh chấp. Chúng ta hơn người ta cái cánh tay kéo thêm cả mét nữa rồi, có thể là đấm, có thể là đẩy, thậm chí là có thể bắt. Thế thì đấy cũng chỉ là một cái cách để chúng ta có thể phần nào đó hạn chế được cái bóng bổng. Nhưng bóng bổng chỉ là phương án cuối cùng thôi. Tôi không nghĩ là đội Australia sẽ trông nhiều bóng bổng. Cố định thì đương nhiên các trung vệ của họ sẽ lên, nhưng những pha tấn công của họ ở những tình huống dàn xếp ấy, thì họ sẽ gọi là đá vào nách trung lộ rất là nhiều, chơi trung lộ, đá ở nách trung lộ, xé cái hàng phòng ngự của chúng ta ra bằng cái sức mạnh tốc độ, bằng cái sức mạnh di chuyển của họ. Ở đây thì có cái anh bạn Mabil, người gốc Kenya, chơi ở trận đấu vừa rồi là rất hay. Cái phong cách đấy, cái tốc độ đấy thực sự là rất đáng ngại, rất cơ động, chơi thường xuyên ở bên phía góc trái, cái chỗ mà sẽ phải đối mặt với Trọng Hoàng đấy. Và không chỉ có chơi bên đấy mà cả chơi cả bên phía cánh phải nữa, rất là linh hoạt. Và anh này là người mà không xa lạ gì lắm với các cầu thủ của chúng ta. Trận đấu tại Thường Châu ấy, cái lứa Thường Châu của chúng ta đã từng đối mặt với những cầu thủ như thế này rồi. Mabil là người cũng đã có mặt ở cái trận đấu đó. Nhắc lại một chút về cái trận đấu Thường Châu thì đó là một trận đấu mà chúng ta đã thắng rất là xứng đáng, vì chúng ta đã chơi kiên cường, đã có được bàn thắng duy nhất của Quang Hải, để từ đó mở ra được một cái chiến dịch có thể nói là cực kỳ thành công, rực rỡ dưới thời của huấn luyện viên Park Hang Seo. Một kỷ niệm rất là đẹp và chúng ta luôn luôn sống bằng những ký ức đó trong những năm đã qua. Và với cái nền tảng đó chúng ta đã gặt hái được rất là nhiều điều. Thế nhưng nhìn kỹ lại một chút về trận đấu đó thì thực ra đội tuyển Australia có vấn đề. Có vấn đề ở đây chỗ là họ có sự chủ quan. Vì trước khi đá trận thứ nhất ấy, thì họ đã thắng trận đầu tiên rồi. Và chúng ta thì thua đội tuyển Hàn Quốc tương đối dễ. Tức là chúng ta gọi là bị thua ngược Hàn Quốc mà. Thua ngược Hàn Quốc thì chắc là đội Australia ở trận đấu đấy coi chúng ta không phải là một đối thủ, và họ đã cất những nhân vật chủ chốt của họ, không sử dụng cặp tiền vệ tiền đạo hay nhất của họ. Đến khi bị thua thì họ mới tung những con người này vào, và gần như ngay lập tức thì họ đã làm chúng ta bị thủng lưới. Tất nhiên đó lại là tình huống rất là may mắn chúng ta là cầu thủ tiền đạo của họ ở vào thế việt vị, nhưng những pha chơi bóng của họ là có chất lượng. Và ở trận đấu đó thì họ đã không xoay sở được tình hình. Nhưng tôi muốn nhắc lại để muốn nói rằng đó là trận đấu mà có dấu hiệu của sự chủ quan bên phía đội Australia. Chứ nếu như mà chơi một cách sòng phẳng thì chúng ta ngày hôm đó cũng sẽ rất là khó khăn. Nói như vậy để chúng ta hiểu được rằng là trong bóng đá ấy, thì những kết quả nó có thể đến vì nhiều lý do khác nhau. Và những đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhưng tập trung hơn, biết cách chơi hơn, lựa chọn được cái giải pháp hợp lý và tận dụng được những thời cơ thì họ vẫn có cơ hội. Đó chính là bóng đá. Bóng đá nó khác rất nhiều các môn thể thao khác, nó chính ở điều đó. Còn với cái thời điểm này, với cái trận đấu cụ thể này thì sẽ có những nhân vật đã từng gặp chúng ta ở cái lứa các lứa trẻ trước đây của bóng đá Australia, và họ sẽ chơi với một tâm thế có lẽ là khác. Và rất nhiều những tuyên bố gần đây của huấn luyện viên này, của cầu thủ đội Australia thì đều chỉ ra rằng là họ đến Việt Nam để hướng tới mục tiêu là có 3 điểm. Vì một trong những gọi là đối thủ lớn nhất ở cái bảng đấu này rõ ràng là Australia. Họ là đội liên tiếp có mặt ở World Cup kể từ năm 2006 cho đến nay. Họ đã từng lọt vào vòng 2 của World Cup rồi. Và họ tập hợp bởi những cầu thủ rất chất lượng đến từ, nếu không phải là ở những đội bóng lớn của khu vực châu Á thì cũng là đương nhiên là những đội bóng có chất lượng ở châu Âu. Và với chưa phải là những ngôi sao đình đám như cái thời của Harry Kewell, của Mark Viduka hay là của Cahill, thế nhưng mà nói gì nói vẫn là chất lượng hơn chúng ta rất là nhiều. Thế nên là đây sẽ là một trận đấu rất là khó khăn gấp bội so với cả trận đấu gặp Ả Rập Xê Út. Chúng ta sẽ đỡ hơn về mặt thể lực, về mặt thời tiết. Cái thời tiết vừa nóng vừa khô như ở Ả Rập Xê Út chúng ta đã gặp trở ngại, và thể lực của chúng ta cũng có vấn đề ở hiệp 2 của trận đấu đó. Ở thời điểm này tại Hà Nội thì nhiệt độ đâu đó sấp xỉ khoảng 30 độ. Trời vào buổi tối mùa thu thì nó cũng tương đối là dễ chịu rồi. Thế nhưng mà đối thủ thì quá mạnh, và đây sẽ là một cái trở ngại cực kỳ lớn. Trong cái lứa này của đội tuyển Úc thì có anh bạn Hrustić là người cũng đã từng đá cho câu lạc bộ Eintracht Frankfurt, một cái câu lạc bộ mà đã từng có được vị trí thứ tư ở mùa giải trước tại Bundesliga. Không biết tôi có nhớ có nhầm không, nhưng mà rõ ràng đó là một đội bóng rất giàu sức cạnh tranh ở Bundesliga mùa giải trước. Tất nhiên mùa giải trước thì họ có Andre Silva, tiền đạo người Bồ Đào Nha, người đã ghi đến 27 bàn thắng ở Liga mùa giải trước. Nhưng Hrustić là người cũng đã từng được khoác áo Eintracht Frankfurt, rõ ràng đó là một đội bóng có chất lượng. Và bây giờ thì đương nhiên anh ấy vẫn là người có khả năng tạo ra được những cái khó khăn cho chúng ta. Hrustić là chính là người đã tham gia cái trận đấu gặp U23 của chúng ta, U23 của ta. Còn cái anh Mabil là cái người mà đã đá cái trận cùng với lứa Công Phượng. Chính xác là như thế. Anh Mabil là cái anh người gốc Kenya, là người đã đá ở cái trận đấu trên sân Mỹ Đình của chúng ta. Bây giờ thì anh ấy đang đá ở Đan Mạch, và trong trận gặp đội Trung Quốc thì anh cũng đã có một bàn thắng đấy. Thì cái anh này là anh đã từng gặp lứa Công Phượng ở giải U19 năm 2014 trên sân Mỹ Đình. Và trận đấu đấy thì đương nhiên cũng là một kỷ niệm đẹp của chúng ta với bóng đá Úc, đúng không ạ? Công Phượng có một bàn thắng có thể nói là để đời. Sau một màn solo, một cú sút có thể nói là trái phá, anh đã làm rách lưới đội Australia. Nhưng tất nhiên đó là lứa trẻ, chúng ta cũng là trẻ, họ cũng là trẻ. Nhưng mà cái trẻ của đội Australia thì nó không liên quan nhiều lắm đến đội tuyển quốc gia đâu. Cái số mà để trưởng thành lên đội tuyển quốc gia của họ nó thường cũng không nhiều lắm. Bởi vì chúng ta biết rằng là ở mô hình của các nước có nền bóng đá phát triển ấy, thì các cầu thủ ở cái độ tuổi 19 đôi 20 mà đã đi sang được châu Âu, đã chơi được cho các đội bóng lớn ấy, thì cũng rất ít khi họ được quay trở về để tập trung đá các cái lứa trẻ, nhất là U19. U23 thì còn có thể, chứ còn U19 thì rất là ít. Thế nên là khi mà họ chơi với một đội hình không phải chất lượng lắm thì họ thua chúng ta ở một giải đấu nào đó, nhất là một giải đấu mang tính chất là giải mời như cái giải ở Mỹ Đình của năm 2014, thì chúng ta có thể hiểu được rằng là nó không phải là một cái thước đo, không phải là một cái thước đo đủ để cái chuẩn xác để so đo đâu. Đội tuyển quốc gia vẫn là cái thước đo chuẩn mực nhất để so sánh giữa hai nền bóng đá khác nhau, và rõ ràng đội tuyển quốc gia của chúng ta vẫn đang còn trong quá trình là tích lũy và đi lên. Chúng ta đã có những cái thành tựu nhưng sẽ còn rất là xa chúng ta mới có thể đạt được cái tầm như là tuyển Australia, một đội bóng đã rất nhiều lần đến với World Cup. Với cái trận đấu tới đây thì hai huấn luyện viên của hai đội sẽ gặp nhau, đó đều là những người đã từng là trợ lý của ông Hiddink. Ông Park Hang Seo thì là trợ lý của ông Hiddink ở kỳ World Cup 2002 ở đội tuyển Hàn Quốc, một kỳ World Cup rất thành công của Hàn Quốc, và tất nhiên có phần đóng góp của ông Park Hang Seo. Thế còn ông Arno, trợ lý của ông Hiddink ở World Cup 2006, World Cup đầu tiên mà đội tuyển Australia chơi ở nước Đức. Tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái kỷ niệm rất là quan trọng, những dấu ấn rất là quan trọng, vì tất cả những cái việc mà cả Arno lẫn ông Park Hang Seo đã từng có dưới thời của ông Hiddink, rõ ràng là những cái hành trang rất là quan trọng giúp cho họ có thể xây dựng được cái đội bóng của mình theo một cái cách làm việc nó có tính khoa học rất cao. Vì những người Hà Lan là những người luôn luôn có những cái cách làm việc với các đội thể thao, đặc biệt là bóng đá, một cách gọi là khôn ngoan nhất, vừa khoa học vừa rất là khôn ngoan. Và tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái bài học rất giá trị giúp cho ông Park Hang Seo có được những cái thành quả như mà chúng ta đang thấy ở đội tuyển Việt Nam. Còn ông Arno thì vào lúc này tôi nghĩ rằng là ông cũng đang làm tốt công việc của mình. 9 trận đấu liên tiếp gần đây đội tuyển Australia đều giành chiến thắng, 9 trận thắng liên tiếp. Và cái cách mà họ vận hành lối chơi trong trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc trên đất Qatar cách đây vài ngày ấy, thực sự làm tôi cảm nhận thấy rằng là họ rất mạnh, họ quyết đoán, họ tạo áp lực lợi tốt, và những tình huống ghi bàn của họ, những cái cơ hội của họ thì xuất hiện một cách liên tục. Lối chơi đấy là một lối chơi có lửa và có cái sức mạnh mà chúng ta vẫn gọi là vũ bão. Đấy là một điều mà thực sự mà tôi đáng ngại. Tốc độ là một cái thứ mà luôn luôn mình cảm giác là nó phải đến từ một cái thứ bóng đá nó có nền tảng thể lực rất là tốt, nhưng trước hết ấy, nó phải là trên cơ sở của cái sự tổ chức rất là hiệu quả, có cái sự đồng đều của tất cả các tuyến và luôn luôn gọi là hừng hực khí thế đi lên. Đó là điều mà tôi nhìn thấy ở đội tuyển Australia. Nhìn những yếu tố đó thì chúng ta có thể cảm nhận được rằng đây sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đã nói đến hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam, bây giờ chúng ta nói thêm một chút về đến hàng tiền vệ. Tôi nghĩ rằng đây là trận đấu mà Hoàng Đức vẫn sẽ được tiếp tục sử dụng. Đó là cầu thủ đã trưởng thành rất nhiều, nhìn từ các cái trận đấu từ vòng loại thứ hai và cho đến trận đấu vừa rồi từ Ả Rập Xê Út thì tôi hoàn toàn có thể tin được rằng Hoàng Đức có thể trụ vững ở vị trí này. Cái khó của Hoàng Đức cũng như những anh em khác đá ở tuyến tiền vệ của đội tuyển Việt Nam, đó là cái cự ly của chúng ta cũng như là khả năng gọi là xoay sở để hỗ trợ cho nhau, tạo một cái khoảng cách hợp lý giữa hàng tiền vệ cũng như là với hàng phòng ngự, hàng trung vệ. Vì có quá nhiều những cái thời điểm mà chúng ta không thể bù đắp lại cho nhau khi mà đối phương thì ở trình độ cao hơn, họ truyền những quả bóng là ở tầm ngắn, trực diện và có độ chuẩn cao, mà chúng ta đứng cách cỡ khoảng gọi là 3 mét trở ra giữa hai cầu thủ chẳng hạn, là họ truyền vào khe đấy, chúng ta không thể theo được. Vậy thì cái giải pháp nào sẽ là hợp lý? Tôi nghĩ rằng là nó chỉ còn có cách là chúng ta cần phải cơ động nhiều hơn, di chuyển nhiều hơn, tạo áp lực nhiều hơn ở những cái cự ly mà chúng ta cho phép. Hàng tiền vệ lên thì hàng phòng ngự cũng sẽ phải lên theo. Và ở phía sau hàng phòng ngự thì thủ môn của chúng ta cũng cần phải sẵn sàng chơi như một trung vệ thòng kiểu Manuel Neuer ấy, để tránh những cái quả mà họ gọi là tổ chức đập nhả hoặc là câu quả bóng qua đầu. Thế còn bây giờ nếu như chúng ta cứ fix một cái tuyến mà chúng ta đứng nguyên cố định ấy, thì chúng ta không đủ trình độ để có thể ngăn cản tất cả những cái quả gọi là đập nhả của ta, đánh thẳng trực diện cũng như là xẻ vào nách. Chưa kể đến việc rồi sau này họ sẽ còn sử dụng cả những cái quả treo bóng từ hai biên nữa. Quả tạt nhanh của họ cũng sẽ là những cái quả mà phương án mà nó sẽ cực kỳ lợi hại. Đó là tuyến tiền vệ thì cần phải, tôi tin vào Hoàng Đức. Vị trí của Ngọc Hải có lẽ cũng sẽ không thay đổi. Vị trí của Phạm Văn Đức là một dấu hỏi. Phong độ của Phạm Văn Đức vẫn chưa thật sự là cải thiện so với những trận đấu tại vòng loại thứ hai. Tuy nhiên đây là một vị trí mà tôi cho rằng huấn luyện viên Park Hang Seo luôn luôn yêu thích, và ông vẫn luôn luôn chờ đợi một thời điểm nào đó Phạm Văn Đức sẽ lấy lại được cái cảm giác chơi bóng hay nhất của mình. Tôi nghĩ rằng đây là vấn đề thuộc về cái sở thích của một huấn luyện viên. Nó đúng hay sai thì chỉ có gọi là huấn luyện viên ấy có thể trả lời được thôi. Thế nên tôi nghĩ rằng Phạm Văn Đức vẫn sẽ là người được lựa chọn. Còn vị trí còn lại của Tuấn Anh liệu có còn được sử dụng hay không thì đây là vấn đề nó có thể là 50-50, nhưng tôi nghĩ vẫn có thể sẽ là Tuấn Anh, bởi vì trận đấu trước vì những lý do biến động về mặt đội hình, do việc thiếu người, do việc có những cái biến cố trên sân nên ra ông Park Hang Seo quyết định rút Tuấn Anh ra. Chứ còn tôi nghĩ rằng là trong cái quan điểm mà xây dựng tuyến tiền vệ ở cái đợt thi đấu này thì ông Park vẫn luôn đặt niềm tin ở Tuấn Anh, và bên cạnh nữa còn có Hoàng Đức nữa, tức là những cái cầu thủ mà có phẩm chất về mặt kỹ thuật, có khả năng gọi là giữ trái bóng, có khả năng xoay sở ở mức độ tốt nhất của chúng ta ở khu vực giữa sân, thì ông vẫn muốn sử dụng những con người này. Tôi nghĩ là khả năng tuyến tiền vệ vẫn sẽ được giữ nguyên. Còn tiền đạo thì chúng ta không có nhiều lựa chọn, chúng ta vẫn phải sử dụng Tiến Linh thôi. Hy vọng là Tiến Linh sẽ tạo ra một ảnh hưởng lớn hơn, tạo ra một cái áp lực lớn hơn cho đối thủ để phần nào đó làm giảm tải cái sức gọi là chịu đựng cho tuyến dưới. Và để có thể làm được việc này thì tôi nghĩ rằng là toàn bộ đội bóng cũng như là cụ thể hơn là những cái tiền vệ của chúng ta sẽ phải hoạt động một cách tích cực hơn, hiệu quả hơn, thì chúng ta mới có thể tạo ra được những cái pha bóng có tính đối trọng. Về dự đoán của trận đấu này thì một lần nữa tôi phải nói rằng chưa lúc nào như ở cái thời điểm này tôi luôn luôn gọi là tim thì nghĩ gọi là để ra một đằng và óc thì để một nẻo. Tức là về mặt trái tim ấy, thì luôn luôn mong muốn chúng ta có một kết quả tốt. Kết quả tốt ở đây tối thiểu là phải là một trận hòa. Nhưng mà đầu ấy thì vẫn luôn luôn muốn nói rằng là chúng ta không thể có điểm được. Đấy là một điều thực sự là đáng tiếc, nhưng biết làm thế nào được. Đây là lúc mà chúng ta phải đối mặt với những cái khó khăn thực sự lớn, là những trái núi. Ở trận đấu trước tôi đã dự đoán đúng với tỷ số là 1-3 chúng ta thua, nhưng tôi tự hào rằng là tôi đã kỳ vọng và anh em đã đáp ứng được, đó là chúng ta chọc thủng lưới đối phương được một bàn, và thậm chí nó lại là bàn mở tỷ số nữa, chỉ có điều là chúng ta không giữ được thôi. Ở trận đấu này thì mong muốn của tôi cũng không có thay đổi. Tôi muốn là chúng ta lại một lần nữa lại ghi bàn, hãy có bàn thắng, hãy có một bàn thắng đi. Còn cái bàn thắng đó nó đến ở thời điểm nào thì tùy. Nếu như chúng ta lại có bàn thắng trước thì lần này tôi kỳ vọng là chúng ta sẽ giữ được. Còn nếu như trận đấu lại kết thúc với khoảng cách đâu đó khoảng 2 bàn nghiêng về phía đội tuyển Australia, thì tôi cho rằng đó cũng là một kết quả phù hợp với thực lực của hai đội vào thời điểm này. Không nên nói quá nhiều về khoảng cách giữa hai đội nữa, vì rõ ràng đó vẫn là một khoảng cách mà không thể bù đắp lại chỉ trong một quãng thời gian ngắn được đâu. Chúng ta để có được một cái trình độ như họ, chúng ta sẽ còn phải đi một con đường rất là dài. Còn ở đây chúng ta chưa cần phải nói đến câu chuyện World Cup vội, giải quyết từng trận đi, nói từng trận đi. Và mục tiêu mà theo tôi với cái diễn đàn này tôi đã từng chia sẻ rất nhiều lần, chúng ta hãy đặt những cái mục tiêu thực tiễn hơn, nhỏ thôi nhưng nó là cái hành trang để chúng ta tích lũy, để một ngày nào đó không xa nữa, như là 2026 chẳng hạn, chúng ta đến với World Cup. Thôi thì cái ngày đó vẫn còn là rất xa, bây giờ nói trận ngày mai mùng 7 tháng 9, làm thế nào để chúng ta có bàn thắng, làm thế nào để chúng ta hạn chế những bàn thua thì hãy cố gắng. Hy vọng rằng là đội quân của Park Hang Seo sẽ gọi là kịp hồi phục, tích lũy đủ những kinh nghiệm, có được những phương án chỉnh sửa gọi là phù hợp nhất và chắt chiu những cái cơ hội dù là nhỏ nhất để có thể giữ được chân đối thủ, có được điểm trong trận đấu tới đây. Hy vọng là như vậy, dù rất là khó khăn. Còn bây giờ tôi xin được kết thúc chương trình ở đây. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.